cho nên chúng con tuyên bố rằng chúng con đã nhận được sự sống dư dật và sung mãn. Chúng con có được sự sống dư dật và sung mãn. Chúng con có sức khỏe thiên thượng. Chúng con có đời sống của chúng con là đời sống thỏa lòng và sống lâu. Tuổi của chúng con trở lại như chim đại bàng vậy. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được xưng công bình. Chúng con có sự công bình của chính Đức Chúa Trời. Và chúng con tin quyết rằng mọi phước lành được dành cho người công chính là dành cho chúng con. Chúng con là những dòng dõi được phước và trả lại nguồn phước cho những người khác. Chúng con công bố rằng Chúa Giêsu Christ của chúng con thể nào thì chúng con cũng thể ấy trên thế gian này. Chúng con công bố rằng chúng con là những người giàu có, bởi vì chúng con đã được ban cho sự giàu có bởi giá trả mà Chúa Giêsu đã chịu, đó là ngày trở nên nghèo để chúng con được nên giàu. Chúng con công bố rằng chúng con được Đức Chúa Trời yêu thương vì chúng con là con yêu dấu của Ngài. Chúng con được mọi sự vì Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con mình, cho nên Ngài cũng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng con. Chúng con công bố rằng chúng con là những chứng nhân đầy quyền năng cho Đức Chúa Trời của chúng con bởi vì Đức Thánh Linh ở trong chúng con là quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúng con công bố rằng chúng con là những vua và thầy tế lễ ở trên đất này. Chúng con đồng cai trị với Chúa Giêsu Christ của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha yêu dấu của chúng con. Buổi sáng chúng con tiếp tục tìm kiếm chính mình Ngài và tìm kiếm lời của Ngài. Chúng con học biết những lẽ thật, những ân điển và những địa vị mà Chúa dành cho cuộc đời của chúng con. Xin tiếp tục qua những ngày này, qua những bài học này, qua những buổi sáng này, gia thêm đức tin cho chúng con, làm cho vững chắc đức tin của chúng con bởi lời của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Cha. Để rồi chúng con nhìn thấy những điều đó đã được ứng nghiệm trên đời sống của chúng con, được xảy ra trên đời sống của chúng con, y theo lời phán và sự thành tín của Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con dâng hết thảy anh chị em chúng con trong tay của Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương chúng con hiệp một và cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta sẽ tiếp tục sách Giăng ở trong đoạn 11. Sách Giăng trong đoạn 11. Đoạn 11 là cái câu chuyện Lazaro sống lại. Câu chuyện này chúng ta được nghe đi nghe lại rồi. Chúng ta lại ôm lại với nhau. Chúng ta sẽ đọc câu chuyện. Chúng ta nghe lời Chúa Giêsu phán. Và chúng ta nhận biết những lẽ thật ở trong đó. Rồi, xin mời đọc, Lúa đọc được không? Dạ, được. Dạ, Lúa xin phép đọc. Có một người đau tên là Lazaro ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Marthe. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazaro đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giêsu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả Đức Chúa Giêsu yêu Ma-thê, em người và La-sa-rơ, khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Amen. Như vậy chúng ta thấy có một cái ý định Ngài cố tình ở lại. Cố tình ở lại vài ngày cho đến khi Lazaro qua đời. Ngài cố tình ở lại cho đến khi Lazaro qua đời. Và đặc điểm là bệnh của Lazaro là không đến nỗi chết. Bệnh của Lazaro không đến nỗi chết. Nếu giả sử như Đức Chúa Trời không can thiệp vào đó thì Lazaro cũng sẽ khỏi, không đến nỗi chết. Nhưng mà vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói là bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh, có nghĩa là cả cha cả con được sáng danh. Cho nên dường như là Đức Chúa Trời can thiệp vào trong cái bệnh của Lazarơ theo cái chiều hướng khiến cho Lazarơ chết, chứ không thôi bệnh của Lazarơ thì không chết. Nhưng mà mục đích để mà Đức Chúa Trời được sáng danh và cả Chúa Giêsu Christ cũng được sáng danh luôn, đó là chương trình Lazarơ nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu thì rất yêu Ma-thê, rất yêu Lazarơ và rất yêu luôn cả Mary nữa. Kinh Thánh nói là vả Đức Chúa Giêsu yêu Ma-thê em người và Lazarơ, có nghĩa là Mary, Ma-thê, Mary và lại cả Lazarơ nữa. Chúa rất yêu họ, nhưng mà Chúa lại để cho cái sự việc đó xảy ra. Lẽ ra sự việc không đi đến nỗi, nhưng mà Chúa vô cố tình để cho sự việc xảy ra để chết, để rồi Chúa bày tỏ sự vinh hiển lớn lao của Ngài ra. Giống như trường hợp thời xưa là dân Israel ở trong Ai Cập. Tại sao là Pharaon cứ cứng lòng từ lần này lan sang lần khác, không cho dân sự đi, thậm chí là còn bức hiếp dân sự của Ngài nữa. Nhưng mà chỉ vậy, để cho Đức Chúa Trời được sáng danh, để Ngài được thui thố những phép lạ lớn lao, thi thố những phép lạ lớn lao, hầu cho dân sự của Ngài biết được Ngài chính là ai, Ngài là Đức Chúa Trời lớn lao thể nào. 10 tai vạ xảy ra ở xứ Ai Cập và cuối cùng là biển đỏ, thì chúng ta thấy rằng là mục đích để cho Ngài được sáng danh, để Ngài tỏ hết quyền năng của Ngài ra, hầu cho dân sự Ngài có thể có đức tin nơi Ngài. Bởi vì hành trình của họ là một hành trình rất là dài. Hành trình của họ là hành trình đi trong đồng vắng. Hành trình của họ cũng là một hành trình của đức tin. Bởi vì để họ có thể đến được cái xứ hứa đó, thì họ đòi hỏi phải đức tin. Họ trải qua đồng vắng khô khan, rồi họ phải đói, phải khát, phải ăn mana, rồi họ phải đối diện với kẻ thù này kia, vân vân. Cho nên Chúa đã làm nhiều dấu kỳ phép lạ cho họ và ghi lại sử sách cho đến ngày hôm nay, nó là mẫu cho chúng ta. Lý do tại sao Pharaon cứng lòng, không phải tự nhiên Pharaon cứng lòng, mà chính Chúa Ngài làm cho Pharaon cứng lòng. Ở đây chúng ta cũng thấy vậy. Lẽ ra Lazarus không chết, nếu Đức Chúa Trời không can thiệp vào là thì Lazarus không chết. Nhưng mà để cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu Christ là đấng có quyền khiến kẻ chết sống lại. Điều này nó cũng có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta nữa. Có những cái việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, Đức Chúa Trời cho phép hoặc là chính Ngài sẽ đem đến. Chính Ngài sẽ đem đến. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng có những cái mà Chúa nói rằng là không quá sức chịu cám dỗ của chúng ta. Không quá sức cám dỗ. Ngài biết cái sức lực của chúng ta là cỡ nào. Ngài có thể đem những cái hoạn nạn đến. Nhưng mà để chỉ vậy, để đem chúng ta ra khỏi hoạn nạn đó và cho chúng ta được nhìn thấy được quyền năng của Chúa, được thấy sự gần gũi với Chúa, sẽ thấy sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Và thấy quyền năng của Ngài, cũng như thấy sự yêu thương của Ngài trong cuộc đời chúng ta, và cuối cùng là Ngài muốn trui luyện chúng ta, đức tin của chúng ta. Giống như những 10 phép lạ để mà gây dựng đức tin cho dân Israel, còn đây thì là phép lạ cố tình ở lại 2 ngày để Chúa có thể làm phép lạ hồi cho môn đồ tin Ngài. Vì vậy mà khi chúng ta đối diện với những thử thách, đối diện với những khó khăn hay là hoạn nạn, chúng ta đừng vội than oán. Chúng ta hãy nghĩ một cái nghĩ tích cực, nhìn một cái điều tích cực. Biết đâu đây là vấn đề mà Đức Chúa Trời cho phép đến với chúng ta. Đấy. Nhiều người cứ suy nghĩ nói, ô, con yêu mến Chúa mà con làm điều tốt, mà con đâu có gì sai trật đâu, mà tại sao lại điều này xảy ra với con? Thì thường cái tâm lý người ta hay than vãn như vậy. Nhưng mà chúng ta phải giữ đức tin của mình. Phải nhìn thấy rằng những điều đó xảy ra là Đức Chúa Trời cho phép nó xảy ra, và thậm chí Chúa có thể đem đến cho chúng ta. Nhưng mà mục đích của Chúa để gây dựng đức tin chúng ta và bày tỏ quyền năng cũng như sự thành tín và tình yêu của Ngài trên cuộc đời chúng con, và trui rèn đức tin của chúng ta, gây dựng đức tin của chúng ta thôi. Như vậy khi nghe cái tin này thì Chúa bèn ở lại 2 ngày. Tất nhiên là có người đến, có người được sai đến, nhưng mà Chúa vẫn cứ ở lại, Chúa không về. Mục đích Chúa ở lại để cho Lazarus phải qua đời. Đấy.
Tất nhiên là nếu mà Ngài ở lại mà Ngài không về, nếu mà Ngài không can thiệp gì thì Lazarus cũng tự khỏi, tự chữa lành. Nhưng mà Ngài ở lại và chính Đức Chúa Trời sẽ can thiệp làm cho Lazarus phải qua đời. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta thấy rằng không có cái hoạn nạn nào, kể cả sự chết luôn nữa, cũng không thể nào ngăn trở được quyền phép của Chúa. Đấy. Bác sĩ thì chết là coi như là bó tay, nhưng mà Ngài thì có quyền khiến cho sống lại. Giống như là trường hợp cái ông nhà cai nhà hội sai người đến nói với Chúa, thì Chúa lại nói như thế này: hãy đi. Ông cai nhà hội đến nói với Chúa thì Chúa nói: hãy đi, con ngươi sống. Ông quay trở về giữa đường thì người ta báo là con không sống. Hãy đi, con ngươi sống, Chúa không cần phải trở về. Như vậy nếu trong trường hợp này, nếu mà người ta đến báo với Chúa là Lazarơ bệnh, thì Chúa chỉ cần nói là hãy đi, Lazarơ sống cũng được vậy, hoặc là Lazarơ được chữa lành cũng được. Nhưng mà Chúa cố tình Chúa không nói như vậy. Họ lẳng lặng họ trở về mà không có một lời nào từ nơi Chúa hết. Cho nên chúng ta thấy là có những cái điều xảy ra nó nằm trong ý định của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc tiếp. Câu 7. Rồi đó Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: trong 3 ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi 3 ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng nếu ai đi 3 đêm thì vấp vì không có sự sáng. Amen. Chưa đưa ra một cái minh họa. Người ta đi mà 3 ngày thì người ta không có vấp ngã, nhưng mà 3 đêm thì vấp, bởi vì 3 đêm không có sự sáng cho nên 3 đêm sẽ vấp. Chúa đưa ra cái minh họa đó để hàm ý nói đến cái việc mà Ngài vẫn còn ở trên thế gian này thì là vẫn có sự sáng. Đấy. Và nói đúng hơn là Ngài vẫn còn cái quyền của Ngài để mà Ngài hành động. Chưa ai có thể làm gì được Ngài hết. Bởi vì giờ này là giờ của sự sáng. Ngài còn ở trên thế gian này là sự sáng. Sự sáng ở đây chúng ta bị hiểu là không phải là sự sáng thuộc thể này đâu nha. Không phải là sự sáng thuộc thể này. Không phải là sự sáng của thế gian này đâu. Không phải là sự sáng thuộc thể này. Nhưng mà là sự sáng của Đức Chúa Trời. Khi Chúa đến thì Đức Chúa Trời chiếu sáng trên đất này. Và Chúa nói rằng là, môn đồ nói rằng là hôm trước người ta tính ném đá Thầy. Có nghĩa là cái câu chuyện của người mù á, Chúa chữa lành cho người mù. Người ta tính ném đá Chúa. Nhưng mà Chúa đi xuyên qua họ đi mất luôn. Và bây giờ thì môn đồ sợ là Chúa trở về sẽ bị ném đá, nhưng mà Chúa nói không, giờ này chưa phải là giờ của sự bóng tối, chưa phải là giờ của bóng tối, đây là giờ của sự sáng. Cho nên Chúa có trở lại ngay cái chỗ mà họ ném đá thì họ cũng không làm gì được hết. Đấy. Không làm gì được. Cho nên là trong sự sáng người ta sẽ được bảo đảm, trong sự sáng người ta được giữ bảo vệ an toàn. Ở đây không phải chỉ nói là sự vấp ngã về cạm bẫy, tội lỗi, nhưng mà còn vấp ngã về những điều ác nữa. Nhưng mà nếu người ta ở trong sự sáng, người ta đi trong sự sáng thì không có chuyện gì xảy ra với người ta. Đấy. Nhưng mà chỉ khi nào mà giờ của bóng tối đến thì lúc bấy giờ mới có chuyện xảy ra. Giống như trong Luca đoạn 22 đó, khi mà người ta đến người ta bắt Chúa Giê-xu kết đó, thì Chúa Giê-xu sẵn sàng phó mình cho họ. Chúa Giê-xu không làm gì hết, bởi vì Chúa Giê-xu nói là đây là giờ của sự tối tăm. Các ngươi muốn làm gì hãy làm đi, vì đây là giờ của sự tối tăm. Như vậy là trong suốt hành trình chức vụ của Chúa Giê-xu là sự sáng. Bởi vì rất là nhiều lần người ta tìm cách bắt bớ và thậm chí muốn giết Chúa Giê-xu, lôi Chúa ra ngoài vách núi và muốn ném Ngài xuống cũng không được. Không được. Nếu mà Đức Chúa Trời mà không muốn thì không ai làm gì được Ngài hết trơn. Nhưng mà lúc sau đó thì lúc là giờ của sự tối tăm. Vì vậy là môn đồ thì sợ hãi, nhưng mà Chúa nói nếu mà ai ở trong sự sáng, ai bước đi trong sự sáng thì không sợ hãi, bởi vì không có vấp ngã. Và chúng ta thấy không phải chỉ do Chúa nói một câu này, Chúa nói nhiều lần cái câu này. Đang khi còn ban ngày thì hãy làm việc,
Còn ban đêm thì không ai làm việc được hết. Mà chúng ta cũng là con của sự sáng. Ngày hôm nay chúng ta đang bước đi trong sự sáng, mặc dù thế gian này đang tối tăm, nhưng mà chúng ta vẫn bước đi trong sự sáng. Bởi vì chính chúng ta giống như dân Israel thời xưa ở xứ Gosen mà có ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu, còn chung quanh Ai Cập là tối tăm hết. Đấy. Đó là biểu tượng của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang ở trong sự sáng của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta không sợ sự vấp ngã. Vì vậy mà chúng ta hãy tin, hãy công bố cái điều này ra. Hãy nhận biết bởi đức tin của mình. Kinh Thánh nói người công bình sống bởi đức tin là như vậy. Chúng ta đang sống trong sự sáng. Chúng ta không sợ tai họa. Rồi, tiếp tục. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng: Lazarơ, bạn ta đương ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Vả Đức Chúa Giêsu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazarơ. Song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giêsu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazarơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó Thô-ma gọi là Di-đim nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Amen. Chúng ta thấy Chúa Lazarơ thì Ngài cố tình Ngài ở lại để cho Lazarơ phải qua đời, phải chết. Môn đồ thì không biết cái chuyện đó. Môn đồ nghe báo về Lazarơ bệnh thôi, chứ môn đồ không biết cái chuyện mà Lazarơ chết. Và khi Lazarơ qua đời thì Chúa nói rằng là: Bạn ta đừng ngủ, ta phải đi đánh thức lại. Bạn ta đừng ngủ, ta đi đánh thức lại. Môn đồ nghe nói vậy thì môn đồ nghĩ rằng là Lazarơ ngủ thế này thì thế nào Lazarơ cũng thức dậy. Tại vì họ không biết là Lazarơ chết. Nhưng ở đây chúng ta thấy cái chữ là bạn ta đang ngủ. Chúa coi Lazarơ như là một người bạn của Ngài. Mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng mà Ngài coi Lazarơ là bạn của Ngài. Và Ngài không coi đó là sự chết, Ngài coi đó là ngủ. Con cái Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Phao-lô rất là nhiều lần, những người con cái Chúa qua đời thì ông nói là ngủ. Ông nói là ngủ, ông không nói chết. Bởi vì nếu nói ngủ thì sao? Thì sẽ có lúc thức dậy. Còn nếu chết thì là coi như rồi, xong rồi. Ngủ thì có lúc thức dậy. Mai mốt mà chúng ta ngủ thì chúng ta cũng sẽ được làm cho sống dậy lại. Câu 35 Chúa nói là: Để ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho các ngươi tin. Để cho các ngươi tin. Cố tình ở lại. Không có mặt Chúa Giêsu ở đó. Lazarơ chết. Ở đây Chúa Giêsu tuyên bố là Lazarơ chết. Môn đồ đâu có biết Lazarơ chết. Nhưng mà tại đây Chúa Giêsu tuyên bố là Lazarơ chết. Bởi vì Chúa Giêsu không có mặt ở đó. Để cho họ tin rằng đây là việc mà Chúa Giêsu là đấng toàn tri. Ngài biết. Ngài ở đây nhưng mà Ngài biết chuyện đằng kia. Cho nên để cho các ngươi tin. Thật ra tất cả những gì mà Chúa Giêsu làm thường là để gây dựng đức tin của môn đồ hết. Những phép lạ, những dấu kỳ, tất cả sự dạy dỗ của Ngài để gây dựng cái đức tin trong môn đồ. Rồi, nhưng mà môn đồ cũng chưa có đủ tin quyết này. Nhân đó Thô-ma gọi là Di-đim nói với môn đồ rằng: Chúng ta hãy đi đó tới đó đặng chết với Ngài. Nghĩa là một cái hành trình đi đến cái chỗ vô cùng nguy hiểm. Tại vì trước đó người ta đã tìm cách người ta ném đá Chúa. Thì tất nhiên môn đồ sẽ bị ảnh hưởng. Đấy. Cho nên bây giờ Chúa lại quyết định đi vào cái chỗ đó nữa thì nó là để đặng chết với Ngài. Tiếp theo. Đọc tiếp. Khi Đức Chúa Giêsu đến nơi, thấy đã chôn Lazarơ trong mộ 4 ngày rồi. Vả thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 estade. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-su đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-su rằng: Lạy Chúa,
Nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ắt ban cho. Amen. Như vậy là làng Bethany là nơi mà Lazarus ở. Đấy. Thì còn ở đằng xa thì Ma-thê đã lật đật chạy ra đón Chúa Giê-xu, trong khi Mary thì vẫn ở nhà. Thường chúng ta nghe cái câu chuyện Ma-thê và Mary ấy, thì chúng ta thường hay có ấn tượng về Mary mà cũng có ấn tượng không tốt về Ma-thê. Nhưng ở đây chúng ta thấy đức tin của bà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết. Đức tin của bà là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là: mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Bà đang muốn cái gì vậy? Bà chạy ra bà đón Chúa Giê-xu. Bà nói với Chúa Giê-xu rằng, bà nói Chúa Giê-xu: nếu mà Chúa ở đây thì anh tôi sẽ không chết. Bà biết chắc điều đó, bà tin điều đó. Nhưng mà bây giờ bà còn vẫn còn một cái hy vọng. Nghĩa là bà vẫn có thêm cái đức tin, là đức tin rằng là: mà bây giờ tôi biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ bắt ban cho. Mọi điều là xin cái gì? Bây giờ ý bà muốn xin cái gì? Ý bà muốn cái gì đấy? Có phải chăng là bà muốn là Đức Chúa Giê-xu cầu xin Đức Chúa Trời khiến cho anh bà sống lại? Bà tin cái điều đó luôn đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy Mary có đức, Ma-thê có một cái đức tin rõ ràng như vậy, đặc biệt như vậy. Bà tin rằng nếu Chúa ở đó thì anh bà sẽ chịu được chữa lành, không chết. Và nếu mà bây giờ dù anh bà có chết đi nữa thì Chúa Giê-xu có quyền làm cái gì đó, có quyền cầu xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh bà sống lại. Đấy. Thế nên bà có một đức tin nơi Chúa Giê-xu Kít. Ở tại cái đoạn này chúng ta thấy rằng là Ma-thê đáng để chúng ta có thể là khen ngợi. Rồi chúng ta đọc tiếp. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Amen. Bà nói là mọi sự cầu xin Đức Chúa Trời đều nhậm lời, như là giống như là bà hàm ý rằng: Chúa ơi, xin hãy khiến cho anh tôi sống lại. Bà muốn như vậy đó. Thì Chúa đáp lời cho bà liền. Chúa hiểu rõ ý định của bà. Chúa hiểu rõ ý định của Ma-thê. Cho nên Chúa nói là: anh ngươi sẽ sống lại. Thì bà nghe anh ngươi sẽ sống lại, bà đã mừng rồi, nhưng mà bà vẫn còn giống như là xem lại. Cho nên bà nói: tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Như vậy rồi rõ ràng bà cũng có một đức tin về sự sống lại cuối cùng. Khi mà gia đình bà đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu thì bà tin rằng sẽ có cái sự sống lại sau ngày tận, sau ngày sau rốt, khi Chúa trở lại thì sống lại. Bà tin điều đó. Cho nên bà muốn dò xét thử là Chúa đang nói là anh bà sống lại, có nghĩa là sống bây giờ hay là sống trong tương lai. Sống bây giờ hay là trong tương lai. Bà nói trong tương lai thì điều đó chắc chắn rồi. Nhưng mà ý Chúa muốn nói sống lại bây giờ hay là sống lúc nào. Đó. Câu 25 nói rằng là Chúa Giê-xu phán rằng: ta là sự sống lại và sự sống. Có nghĩa là Chúa là sự phục sinh và Chúa là sự sống. Sự sống lại có nghĩa là gì? Có nghĩa là ai đã chết thì Chúa có quyền làm cho sống lại. Đó. Còn ai đã sống thì được sống đời đời. Đấy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta là sự sống lại và sự sống. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta có một cứu Chúa. Ngài là sự sống và Ngài có là sự sống lại luôn. Có nghĩa là ai chết Ngài có quyền làm cho sống lại. Cứu Chúa của chúng ta là như vậy đấy. Tất cả các giáo chủ trên thế giới này không có cái được này. Tất cả các giáo chủ trên thế giới này không có quyền ban sự sống cho người ta, mà cũng không có quyền khiến cho người ta sống lại. Mà chính Chúa Giê-xu Kít là đấng mà chúng ta tôn thờ, đấng mà chúng ta đi theo, đấng mà chúng ta lìa bỏ tất cả những thần của ông bà tổ phụ của chúng ta để rồi chúng ta đi theo Ngài. Bởi vì Ngài chính là đấng sống lại,
Ngài là đấng mà có quyền khiến cho sống lại và là sự sống. Và là đấng ban sự sống. Vì sao tất cả tạo vật trên thế giới này được Ngài dựng nên có sự sống? Ngài dựng nên có sự sống. Không có bất kỳ một con người nào tạo ra sự sống được, trừ ra Ngài mới là dựng nên có sự sống. Những gì mà con người tạo ra không có sự sống, nhưng mà chỉ Chúa Giêsu Christ tạo ra có sự sống. Giờ Chúa nói còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Kể Chúa nói là kẻ nào tin ta sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Chúng ta sẽ thắc mắc, Chúa nói, ủa, mặc dầu đã chết rồi làm sao tin? Làm sao chết rồi tin rồi để được sống lại? Cái câu sau thì nghe dễ hiểu. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Đối với Chúa thì họ ngủ thôi chứ không chết. Tương lai chúng ta sẽ ngủ. Rồi khi Chúa đến chúng ta được thức dậy thôi chứ không có chết. Chết là hết, chết là không còn có khả năng sống lại nữa. Không có thức dậy nữa. Ngủ mới thức dậy chứ chết không có chuyện thức dậy. Cho nên Chúa nói ai sống và tin ta không hề chết. Chúng ta là những người còn đang sống, chúng ta tin thì chúng ta không hề chết. Chúng ta sẽ bước qua cái ngưỡng cửa của cuộc đời tạm bợ này để chúng ta vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta vào cái miền vinh hiển. Nhưng mà cái câu trên thì nói ai đã chết. Chúa nói ai, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Cái câu này nó hơi khó hiểu. Nếu chết thì làm sao tin? Sống thì nghe giảng tin lành mới tin, chứ chết thì làm sao tin? Đấy. Thì có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng mà theo thầy, mình không dám chắc chắn đây là lẽ thật. Nhưng mà ở trong sách Phi-rơ đó có nói cho chúng ta một cái ý là khi Chúa Giê-xu bị chôn đó, chết rồi chôn đó, thì Phi-rơ nói rằng cũng đồng một cái linh hồn đó mà Ngài đi xuống dưới miền thấp ở dưới đất, nghĩa là âm phủ đó, để giảng cho những linh hồn phản nghịch của thời Nô-ê. Chúng ta biết thời Nô-ê người ta bội nghịch Đức Chúa Trời, người ta phạm nhiều tội lỗi, cho nên Đức Chúa Trời đã hủy diệt bằng trận đại hồng thủy. Nhưng mà Kinh Thánh lại nói ở trong Phi-rơ lại cho chúng ta có một cái ý, một cái lẽ thật là gì? Là linh hồn của Chúa Giê-xu khi Ngài bị chôn đó, Ngài đi xuống nơi đó, Ngài giảng đạo cho những linh hồn đã bị chết, bị đắm ở trong cái thời kỳ Nô-ê. Hình như có một cái cơ hội ở đâu đó cho những người đã chết rồi. Có một cái cơ hội đâu đó cho những người đã chết rồi để họ được quyền sống lại. Ngài đến Ngài giảng cho họ. Không lẽ Ngài giảng cho họ rồi để họ tiếp tục chết? Vậy vậy thì giảng làm cái gì? Cần gì phải giảng cho họ? Tin lành thì chúng ta bây giờ chúng ta biết tin lành. Còn đối với họ thời xưa họ làm gì biết tin lành? Họ không biết tin lành. Cho nên mình suy niệm, mình suy gẫm, không dám nói đúng sai, mình không dám nói đúng hay sai. Nhưng mà trong cái chỗ đó Phi-rơ nói thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-xu đã đến giảng cho những người đã chết thời Nô-ê. Và khi họ nghe tin lành của Chúa, cũng có thể lắm họ tin và họ được giải cứu ra khỏi sự chết để được sống lại. Đó là những người đã chết rồi mà tin ta thì sẽ sống lại. À, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Bây giờ chúng ta suy nghĩ bây giờ. Người thân của chúng ta sao? Ông bà của chúng ta, cha mẹ chúng ta, tổ phụ chúng ta, bà con chúng ta đã chết rồi. Có nhiều người chưa hề nghe tin lành. Chưa họ có cơ hội nào để nghe tin lành, để từ chối hoặc là tiếp nhận. Ít nhất họ phải nghe được tin lành để họ từ chối hoặc tiếp nhận thì họ mới có bị phán xét. Còn có nhiều người chưa bao giờ nghe về tin lành. Chưa nghe đến hai chữ Giê-xu nữa chứ đừng nói tới tin lành. Mà họ đã qua đời rồi, họ là người thân của chúng ta thì sao? Có thể lắm, thầy không dám chắc chắn ở đây. Có thể lắm. Chúng ta có thể có một hy vọng. Đó là sẽ có ai đó hoặc chính chúng ta sẽ giảng cho họ. Có thể lắm, khi chúng ta ngủ thì linh hồn chúng ta sẽ giảng cho những người thân của chúng ta. Đừng có lấy cái này làm giáo lý nha quý vị. Chúng ta chỉ suy gẫm thôi, đừng có lấy cái này làm giáo lý nha, thầy không dám đâu nha.
để cho họ nghe, họ tin, thì Chúa cũng khiến cho họ sống lại. Chúa nói ngươi tin điều đó chăng? Chúa hỏi Ma-thê. Ma-thê trả lời sao? Không phải là tin cái điều mà sống chết, chết sống ở đây, nhưng mà Chúa hỏi ngươi tin điều đó chăng, có nghĩa là ta là sự sống lại và sự sống, ngươi có tin ta là sự sống lại và sự sống hay chăng? Chúa hỏi vậy. Bà trả lời sao? Người thưa rằng lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời, là Đấng phải thế gian. Chúng ta thấy không? Như vậy thì rõ ràng á, bà Ma-thê này có một đức tin rõ ràng, trong khi nhiều môn đồ, thậm chí sứ đồ còn chưa dám chắc rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ. Nhiều thầy thông giáo Pharisee không dám chắc Chúa Giêsu là Đấng Christ, nhưng mà bà là một cái người đàn bà bình thường đã tin được Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ. Chúa Giêsu là Đấng Christ, là Đấng Messi đã hứa từ trong thời cựu ước rồi. Mà thậm chí bà còn tin là Ngài là con Đức Chúa Trời, là Đấng mà phải đến thế gian, có nghĩa là Đấng mà đã được hứa từ trước. Đấng đã được hứa từ trước phải đến thế gian. Bây giờ bà được vinh dự là đón tiếp Ngài. Bà được biết Ngài và được vinh dự đón tiếp Ngài, trong khi nhiều người từ chối Ngài. Và chúng ta thấy ở đây này, khi bà tuyên bố là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, Đức Thế Gian, điều đó đồng nghĩa với việc là Đấng Christ chính là sự sống lại và sự sống. Như vậy thì trong cựu ước, những lời tiên tri nói về Đấng Messi nó trỗi cao hơn là những tiên tri. Bởi vì bản thân tiên tri cũng làm phép lạ, nhưng mà tiên tri nói về một Đấng Messi thì cái Đấng đó tiên tri còn ca ngợi, còn tán tụng lớn lao hơn, bởi vì Đấng Messi là Đấng là con Đức Chúa Trời. Đấng Messi chính là sự sống và là sự sống lại luôn, chứ còn các tiên tri thì không có được cái điều đó. Các tiên tri có quyền khiến cho người ta sống lại, nhưng mà sống lại tạm bợ rồi chết, chứ không có cái sự sống lại đời đời. À, rồi những tiên tri cũng vậy, đâu đó lẻ tẻ làm phép lạ về sự sống lại, nhưng mà không có quyền ban sự sống đời đời cho người ta. Không có quyền ban sự sống đời đời. Nhưng mà Đấng Messi thì như vậy. Chúng ta đọc tiếp từ câu 28. Dạ. Người nói xong liền về, lén kêu em là Mary mà rằng, thầy ở đằng kia, đưa gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả Đức Chúa Giêsu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Mary và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Mary lúc đã tới nơi Đức Chúa Giêsu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Amen. Chúng ta thấy là Mary thì đi sau, Ma-thê thì chạy trước, nhưng mà Mary thì đi sau. Mary thì đi sau, nhưng mà Mary cũng giống cái câu đó lại: Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết. Nhưng mà không có những câu sau giống như Ma-thê nha. Không có giống như Ma-thê. Ma-thê thì, nhưng mà tôi biết mọi điều thầy cầu xin Chúa đều được hết, Ngài cầu xin Cha đều được hết. Ngài là Đấng Christ khác. Chúng ta thấy không? Như vậy Ma-thê dường như có đức tin hơn cả Mary nữa đó. Rồi, thầy đọc luôn nha, để nhanh hết giờ. Đức Chúa sở thấy người khóc và người Giu-đa với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: các người đã chôn người ở đâu? Chúa Giêsu khóc không phải là vì cớ là Chúa nghĩ rằng là Lazarus chết, Ngài bất lực, không phải vậy. Ngài có quyền khiến cho Lazarus sống lại. Nhưng Ngài khóc là vì cớ Ngài nhìn thấy những người khác khóc. Như vậy rõ ràng là cái sự đau đớn, sự đau khổ của con người đã đảm cảm động lòng của Chúa. Cái sự mất mát, sự chia ly, cái điều đó là nó động đến lòng của Chúa. Thật ra ban đầu Đức Chúa Trời không có dựng nên cái chuyện đó. Đức Chúa Trời dựng nên con người để con người sống đời đời. Nhưng mà chính con người đã bất tuân, cho nên đem lại sự chết cho cả nhân loại. Và sự chết là cái điều gì đó khốn khổ đối với con người. Nó làm cho Đức Chúa Trời phải đau xót đến mức mà phải sai con của Ngài. Có nghĩa là Chúa Giêsu cũng đau xót đến mức mà Ngài phải đến trần gian này, Ngài phải chết thay cho mọi người. Đấy. Cái thảm cảnh mà chết chóc đó, cái sự chết mà do Adam gây ra đó, đã làm cho Đức Chúa Trời đau xót đến nỗi mà phải sai Chúa Giêsu đến. Cho nên khi Chúa Giêsu nhìn thấy cảnh đó và Ngài khóc,
chỉ có chỗ này, duy nhất chỗ này nói Ngài khóc thôi. Như vậy chúng ta thấy sự chết là cái điều mà Đức Chúa Trời không bao giờ làm ra, không bao giờ muốn có điều đó hết. Bởi vì sự chết nó đem lại rất nhiều đau đớn cho con người. Người Giuđa bèn nói rằng, kìa người yêu Lazarơ là nhường nào? Có một vài người trong chúng nói, người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết hay sao? Đấy. Họ đã chứng kiến Chúa mở mắt cho người mù rồi, bây giờ họ thắc mắc là có thể làm cho người này không chết hay sao? Bây giờ Đức Giê-xu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Giê-xu phán rằng, hãy lăn hòn đá đi, Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng lại Chúa đã có mùi vì người đó nằm 4 ngày rồi. Như vậy Lazarơ đã chết 4 ngày rồi, mà người ta thường tới ngày thứ 3, qua ngày thứ 4 là bắt đầu bốc mùi. Qua tới ngày thứ 4 là bốc mùi. Như vậy là Chúa khi được nghe báo thì Ngài ở lại 2 ngày, rồi sau đó từ đó Ngài về đây, thì như vậy mất 4 ngày. Có thể là ít nhất là 4 ngày. Từ lúc mà Chúa Giê-xu nghe tin tới khi mà Ngài trở về đây. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Chúng ta thấy không? Chúng ta chỉ có thể thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì sẽ chỉ khi nào chúng ta có đức tin. Khi chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nó là đó. Nếu chúng ta muốn thấy phép lạ trên cuộc đời mình thì chúng ta phải xây dựng đức tin của mình. Còn nếu chúng ta không xây dựng đức tin của mình thì chúng ta không thể thấy phép lạ, không thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mary rõ ràng Mary có một cái gì đó. Ma-thê thì nói là đã có mùi rồi, nằm đó 4 ngày. Nhưng mà Chúa nói rằng là nếu ngươi tin thì ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đấy. Rồi chúng ta tiếp tục. Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn hướng mắt lên trời mà rằng, thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ ràng Cha nhậm lời tôi luôn luôn. Đấy. Chúng ta thấy Ma-thê cũng biết cái điều này, phải không? Ma-thê tuyên bố điều này. Nhưng tôi nói lại là vì cớ đoàn dân này đứng quanh tôi hầu cho họ tin rằng chính Cha là đấng sai tôi đến. Đấy. Chúa Giê-xu cầu nguyện với Cha, ngước mắt lên trời mà rằng, có nghĩa là Chúa Giê-xu muốn cầu nguyện cho người ta nghe. Chúa Giê-xu muốn cầu nguyện để cho người ta nghe, để xác nhận rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Nghĩa là Chúa Lazarơ chết nằm trong đó bốc mùi rồi, nhưng mà ở đây Chúa Giê-xu nói rằng là cái lời cầu nguyện Chúa Giê-xu là tuyên bố là Lazarơ sẽ sống đó. Nói là Cha nhậm lời tôi luôn có nghĩa là tuyên bố Lazarơ sẽ sống đó. Công bố với mọi người rằng là Lazarơ sống. Lazarơ từ chết 4 ngày bốc mùi rồi, mà chúng ta biết bốc mùi là thịt nó bủng ra đó. Nó thối rồi, thịt nó rửa nó thối rồi đó. Cho nên khi mà Lazarơ sống lại có nghĩa là thịt của ông nó cũng lành lặn luôn đó. Thịt của ông nó cũng được lành lặn. Chúa Giê-xu không, có thể là không cần cầu nguyện, chỉ cần Chúa Giê-xu ra lệnh cho Lazarơ sống lại luôn. Nhưng mà Chúa đã ngước mắt lên trời, đã làm việc này để cho họ nhìn thấy, biết rằng Ngài được Cha sai đến. Khi Ngài nói xong bèn kêu lớn tiếng là rằng, hỡi Lazarơ hãy ra. Hỡi Lazarơ hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm, mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng, hãy mở cho người và để cho người đi. Chúng ta thấy mở cho người và để cho người đi. Chúa Giê-xu không những là khiến cho Lazarơ sống lại, mà còn giải cứu Lazarơ ra khỏi những sự trói buộc của vải liệm, và Lazarơ được đi vào trong đời sống của mình, trở lại với cuộc sống của mình. Chúng ta cũng vậy, Chúa đã khiến cho chúng ta từ những kẻ chết về tội lỗi trong thế gian này được sống lại với Chúa, được tự do khỏi quyền lực của ma quỷ và được sống đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Có nhiều người Giuđa đến cùng Mary thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm bèn tin Ngài. Chúng ta thấy cái việc này nè, việc này là do để Đức Chúa Trời được sáng danh, để con Đức Chúa Trời cũng được sáng danh. Đó, người ta nhìn thấy cái chuyện này cho nên người ta đã tin Ngài. Câu 46, nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm Pharisee mách cho họ sự Đức Chúa Giê-xu đã làm. Này, mách lẻo này, chứ không phải là đi mà coi như là nói cái điều gì hay ho, đi mách lẻo sự Chúa Giê-xu đã làm. Người ta thấy lạ ghê không? Ngay cả phép lạ vô cùng lớn lao như vậy đó, nhưng mà những cái kẻ mà ganh tức, những cái kẻ ganh tị
họ không bao giờ họ chấp nhận, dù sờ sờ trước mắt họ là những cái phép lạ như vậy. Cho nên cái lòng của con người ta rất là quan trọng. Người ta nói là trong dân gian có câu là thương thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau là bồ hòn cũng méo. Rồi, cảm ơn Chúa, chúng ta ôn lại chút xíu. Rồi, chúng ta ôm lại, chúng ta thấy là Chúa Giêsu cũng tuyên bố cho chúng ta rằng là chúng ta là sự sáng. Ở trong sự sáng thì không có hề bị vấp ngã. Ở trong sự sáng, trước đây chúng ta trong sự tối tăm thì chúng ta vấp nhiều thứ, nhưng bây giờ chúng ta là con của sự sáng, chúng ta được dẫn lối thì chúng ta không bao giờ vấp ngã. Mà chính Chúa Giêsu khi Ngài còn ở thế gian này, Ngài là sự sáng. Và chưa giờ bóng tối chưa làm gì được Ngài, cho nên Ngài có thể đi đây đi đó mà không ai làm gì được Chúa. Đối với Chúa thì ngủ, người ở trong Chúa là ngủ, chứ không phải là chết. Bởi vì ngủ thì có lúc là thức dậy. Đấy. Những cái vấn đề xảy ra nhiều khi đối với chúng ta nó là hoạn nạn, giống như Lazaro, nó không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng mà Chúa vẫn cố tình cho Lazaro phải qua đời. Mục đích để gì? Để gây dựng đức tin của chúng ta, và đồng thời để cho chúng, để cho Đức Chúa Trời được sáng danh. Cho nên nhiều khi trong cái hoạn nạn của chúng ta đó, mà Đức Chúa Trời cho phép đó, nó cũng đem lại cho chúng ta đức tin, gây dựng đức tin chúng ta, nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trui rèn chúng ta, và cũng làm sáng danh Chúa nữa. Chúng ta biết rằng là Ma-thê đã nhận biết Chúa Giêsu Christ là Đấng Messi, mà Đấng Messi thì chúng ta biết rằng Đấng Messi chính là Đấng mà có quyền khiến cho kẻ chết sống lại, có nghĩa là Ngài là sự phục sinh và đồng thời là sự sống, có nghĩa là Ngài có quyền ban sự sống đời đời cho người ta. Ngài hơn cả những tiên tri, Ngài Đấng Messi hơn cả tiên tri, bởi vì tiên tri có làm phép lạ cho người chết sống lại, nhưng mà tiên tri không thể nào ban sự sống đời đời cho người ta. Người ta sống lại rồi người ta cũng chết. Rồi, chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu phán với lại Ma-thê, tin thì thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tin là thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu mà cuộc đời cơ đốc nhân chúng ta mà muốn có nhìn thấy được sự vinh hiển của Chúa, muốn thấy phép lạ trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta xây dựng đức tin của mình. Còn nếu chúng ta không xây dựng đức tin của mình thì chúng ta sẽ khó có thể sống một đời sống siêu nhiên. Rồi, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng ta. Chúng ta dành thời giờ, chúng ta thờ phượng Chúa.